6 con giáp được thần tài chiếu mệnh trong ngày 18 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Nếu trong thời gian qua các bạn đã đau đầu, khổ sở về vấn đề tiền bạc, thì xin chúc mừng các bạn bởi chỉ cần đồng hồ điểm 0 giờ ngày 18 tháng 12 âm lịch, cuộc sống của các bạn sẽ có khởi sắc, vô cùng may mắn, đặc biệt trong vấn đề tiền bạc. Bạn sẽ bất ngờ nhận được những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu bạn đang ấp ủ những dự án, những kế hoạch mà chưa có nguồn vốn, thì trong hôm nay bạn có khả năng cao nhận được những khoản tiền đầu tư không hề nhỏ. Một số bạn còn có thể nhận được những món quà có trị giá từ người thân, bạn bè, và đó là các con giáp Sửu, Dần, Mão, Mùi, Tuất, Hợi. Tuổi Sửu. Tuổi Sửu trong ngày này được thực thần chiếu mệnh sẽ có những tin tích cực ở phương diện tài lộc. Xem tử vi cho thấy việc kinh doanh buôn bán khá hanh thông, tiền bạc liên tục đổ về túi. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, tình hình tài chính được cải thiện khiến tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với người làm công việc cố định, ngày này bạn cũng dễ dàng giải quyết những khó khăn đang vấp phải, khiến cho đồng nghiệp và cấp trên cũng phải ngạc nhiên về hiệu quả làm việc của mình. Con giáp này có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình nên khó khăn cũng không chùn bước. Mộc khắc thổ lại khiến tình cảm gặp chút rắc rối bởi cả hai đều quá coi trọng công việc, ít dành thời gian cho nhau. Vậy thì Sửu hãy tranh thủ để hẹn hò và hâm nóng mối quan hệ với người ấy đi thôi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Xem tử vi ngày 18 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, tam hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần, báo hiệu bản mệnh được quý nhân che chở trong việc tìm ra con đường phát triển của mình trong tương lai. Nhờ vậy bạn càng thêm tự tin về lựa chọn của bản thân. Con giáp này dần hiểu được điều mình muốn là gì, cũng biết thế mạnh của mình nằm ở đâu, nhờ đó mà dần có hoạch định được tương lai cho bản thân với những kế hoạch đầy tính khả thi. Bạn chỉ cần làm theo kế hoạch đã định và có thể đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong vấn đề tình cảm, dù thời gian này khá bận rộn cho những kế hoạch cá nhân, song những chú hổ vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo các mối quan hệ của mình. Nhờ vậy giữa bạn và nửa kia hạn chế được rất nhiều hiểu lầm không đáng có, tình cảm rất ổn định. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Ngày được thiên ấn nhập mệnh, tuổi Mão đạt được những bước tiến mới trong tiến trình sự nghiệp của mình. Ngày này bạn càng mạnh dạn thể hiện thì càng dễ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đừng bao giờ che giấu tài năng của mình, khi đó là cách để bạn đạt được điều mình mong muốn. Dù đang có lợi thế hơn người, Mão cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn. Hãy cố gắng học hỏi và trau dồi thêm kiến thức để ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai. Đồng thời, thái độ khiêm tốn cũng giúp bạn tránh việc đụng độ kẻ xấu bụng ghen ăn tức ở. Đây cũng là ngày có đào hoa nở rộ trong mệnh số của tuổi Mão. Điều này có lợi nhất là với người độc thân, bản mệnh mở rộng mối quan hệ, được manh mối giới thiệu cho những đối tượng phù hợp. Song người có đôi thì dễ gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt. Sức khỏe của tuổi Mão trong ngày khá ổn định, bạn chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức thì không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, cần cẩn trọng hung tinh gây điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, xuất hành xa cần đặc biệt lưu tâm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Tam hợp dự báo hôm nay sẽ là một ngày nhiều may mắn cát lành với người tuổi Mùi. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện những dự án còn dang dở. Điều bạn cần nhất bây giờ là tự tin cũng như một chút mạo hiểm để xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Cát khí trong hôm nay cũng cho thấy vận tài lộc của con giáp tăng tiến bất ngờ, mang đến nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh sẽ vô cùng hanh thông thuận lợi, tìm được hướng đầu tư phát triển mới, thu về nhiều tiền bạc hơn. Vận trình tình cảm khá bình ổn, mặc dù đôi khi vẫn còn chút bất đồng trong quan điểm, suy nghĩ, nhưng quan trọng cả hai đều có sự cảm thông, thấu hiểu đối phương và biết cách chăm lo cho gia đình. Khi cả hai cùng cố gắng dung hòa thì mối quan hệ tình cảm mới có thể bền vững.
Sang ngày Đinh Mão, sức khỏe tuổi Mùi khá ổn định, gần như không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi, dù vậy bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Ngày này, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất đang trên đà tăng tiến khi được nhị hợp hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên. Cục diện nhị hợp che chở, vận trình công danh của người tuổi Tuất trong ngày Đinh Mão có nhiều điểm sáng. Tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về. Bù lại, thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh có cơ hội kiếm tiền trong chớp mắt, thu nhập chủ yếu đến từ những việc làm thêm, việc tay trái. Với năng lực của mình, tuổi Tuất hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng. Về phương diện tình duyên, đây là một ngày bình ổn về mặt tình cảm với những người tuổi Tuất đã có đôi có cặp. Nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, nhờ tam hợp hỗ trợ, người tuổi Hợi làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển. Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được cả các thần chính quan nhập mệnh, nên vận trình chẳng có gì phải lo lắng. Ngày này bạn phát huy năng lực khá tốt, đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và được đánh giá cao. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng phải thể hiện sự nể phục với bạn. Vận trình tình cảm không có gì đáng ngại, tuy nhiên bản mệnh cần quan tâm hơn tới người ấy của mình. Đừng suốt ngày lấy lý do bận rộn làm cớ, cố gắng cân bằng cả công việc và tình cảm, bạn sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Mã Lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành mộc cục, xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, tuổi Thân, kỵ tuổi Tân Dậu và Quý Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Thank you.